Đây, sau khi mình cắt mòi này, cắt góc 45 độ này, phía bên trên là cái men ở phía bên trên không bao giờ bị có khái niệm bị vỡ nhé. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay kênh YouTube của mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp lưỡi cắt gạch men đá hoa cương hay là đá granite vào một con máy cắt như thế này. Đây là con máy cắt gọi là máy cắt đa năng. Đầu tiên mọi người sẽ sử dụng cái dụng cụ này này, mọi người chỉ cần để lên đây thôi. Như thế này này. Đấy, mọi người khóa chặt vào cho em. Cho nó khỏi rơi ra nhá. Sau đó thì mọi người sẽ sử dụng cái dụng cụ này, mọi người vặn theo chiều kim đồng hồ. Là con ốc này nó sẽ ra này. Mọi người sẽ vặn lỏng con ốc này ra. Tháo này ra. Tiếp theo mọi người sẽ lắp đĩa, đĩa làm sao cái hướng của mũi tên này nó sẽ trùng với cái hướng mũi tên ở trên cái vành đai chụp bảo vệ của máy. Mọi người sẽ bỏ vào như thế này. Bỏ cái này vào trong. Tiếp theo đó, mọi người sẽ vặn cái con ốc này thì mọi người sẽ vặn ngược lại theo hướng ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ khóa nó chặt lại này. Lại bỏ dụng cụ để mình khóa chặt lại một lần nữa. Mọi người nên nhớ phải vặn chặt nhé, tránh cái tình trạng là đĩa nó sẽ bị liểng đấy. Đây mọi người cùng xem cái vết cắt này. Siêu đẹp luôn nhá. Đây, sau khi mình cắt mòi này, cắt góc 45 độ này, phía bên trên cái men ở phía bên trên không bao giờ bị có khái niệm bị vỡ nhé. Mọi người ai đang muốn có nhu cầu muốn sử dụng con máy cắt đa năng này của thương hiệu Kaino thì có thể liên hệ tới số điện thoại em để góc bên dưới màn hình nhé. Mọi người đừng quên hãy bật thông báo và nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cái chương trình khuyến mại và các sản phẩm review chính hãng của kênh YouTube mình sẽ mang tới cho mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.